Nay mình quay lại thăm cái vườn của em Bảo. Lâu rồi cũng mới ghé lại thăm lại cái vườn. Và vườn này á thì từ lúc thu hoạch xong đến giờ chưa bón phân, chắc phải hơn 1 tháng chưa bón phân, chưa có phục hồi đất đai hết. Vì một lý do, có nghĩa là mình muốn xử lý cái cỏ này, và vừa rồi mình phước mưa liên tục. Tất nhiên là mình làm gì thì mình chia sẻ ở đây là chia sẻ thực tế những cái gì là mình đang làm. Đó, hôm nay là đến để xử lý, tại vì 2 năm rồi rồi những cái cành thấp đó, ăn được cái gì thì đã ăn rồi. Không là mọi người, mỗi người một quan điểm nhé. Mình là mình cắt cao như thế này này, đó, cành bự tráng này cũng cắt nha, chứ không có thế này. Bởi vì thực sự là càng về lớn thì cây sầu riêng của mình có xu thế dinh dưỡng đẩy lên trên. Cái cành dưới này nó có ra bông ra hoa đi chăng nữa thì nó cũng đậu, nó cũng chả hiệu quả nó bao nhiêu. Thế thôi thì để dồn mấy cành to ở trên ăn cho nó sướng, nó khỏe. Chưa phân do mà bạn nhìn thấy cái vườn vẫn là đẹp, rất là đẹp. Tại vì tí nữa, tại vì đây có hai khu này nó hơn khoảng 500 cây, 500 cây chia một nửa. Thì bên này mình cho phun thuốc, bên kia không cho phun. Bởi vì lý do là cái cỏ gấu này, đây là cỏ gấu, nó phát triển quá nhanh và ghê gớm. Và nếu mà mùa mưa mà chúng ta không xử lý luôn luôn thì cái cỏ gấu nó sẽ chiếm hết ưu thế ở trong cái vườn này. Thì khi mà nó chiếm ưu thế rồi ấy, thì mọi cái vấn đề về đất của mình nó sẽ có những cái thay đổi. Bởi vì một loại cỏ sẽ ảnh hưởng đến vi sinh vật. Thứ hai nữa là cái cỏ gấu này nó có cái củ, nó cứ bết với nhau thành tảng tảng ấy, nên là oxy trong đất nó cũng có bị ảnh hưởng. Đó là mình phun xịt, đang cắt. Thì đến chủ nhật này sẽ cho bón phân hữu cơ. Đây chia sẻ là mình sẽ chia sẻ lại cái phân hữu cơ của mình. Tại vì nhiều người gọi điện ha. Tại vì mình cũng không không thể bán lên xa quá, gần gần đây, nhưng mà dần dần thì có một số anh lấy về, nhập về để làm đại lý phân phối cái phân hữu cơ đó. Đây là chủ nhật là bón. Bón phân thì mình sẽ chia thành 2 lần. Một lần đầu mình sẽ cho một cây là khoảng 4 kg. Nó là 4 kg hay 3 kg, 4 kg hay 5 kg à, tùy. Tại vì cái vòng này mình bón giáp vòng thì chúng ta phải bón làm sao nó một cái băng từ đây, ví dụ từ gốc ra ngoài đây thì cái tán nó ra tới đây, thì chúng ta mới ở ngay dưới dưới cái hình chiếu tán này, ngay đây đấy, xuống như đây thì một cái băng rộng khoảng là 40-50 cm. Đó, chúng ta bãi đều xung quanh này thì nó sẽ rơi vào ví dụ như khoảng đó thôi. Đó, mình thấy là đều đều là được rồi. Có cây to cây nhỏ, cây nhỏ thì ít hơn, cây to thì có thể nhiều hơn. Là nặng tay, cành to cành thấp là bỏ hết. Quần 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 ngứa mắt là nó cũng cắt này. Mấy cành đấy thì mình không cắt đâu. Cái việc cắt cành là anh em chỉ có đi đi nói thôi, tư vấn thôi, còn việc cắt hay không là chủ nhà tự quyết định. Đó, nhiều khi là nói vậy chứ như kiểu là bông trái mình bảo tỉa trái, nhưng mà nhiều người xót tiếc. Đó, mấy ngày nắng quá hôm nay bắt buộc phải phải cho tưới, chứ không có kiểu là chủ quan chờ mưa chờ gió ha. Không phân do nên là cái lá sau nó cũng không không được mướt lắm. Đó là và khi mà mưa dầm dề thì mọi người cũng không nên bón phân. Mà khi mà bón phân, để bón phân hiệu quả, và cái cách bón vừa nãy mình nói rồi, mọi người cũng cố gắng bón vào buổi chiều hết đấy. Buổi chiều bón xong là chúng ta bật bếp, chúng ta tưới sơ để cho phân nó ngậm nước. Qua một đêm, sáng sau chúng ta tưới sơ lại để sao để cho phân nó bung. Và thứ hai nữa là cái lượng đạm trong phân nó không bị nắng nó bốc hơi đi. Đó, thì như vậy sẽ giữ được cái hiệu suất mà sử dụng phân bón của mình nó cao nhất. Đó, tiền mình bỏ ra mà. Đó, cứ bỏ ra vứt ơi ở ở ở ngoài đấy thôi. Không biết vào đâu hết, phí tiền. Rồi, lựa chọn loại phân bón nữa. Đó, chúng ta có thể lựa chọn cái loại phân bón nào nó hiệu quả.
thả nó mắc lên một tí nhưng mà nó chất lượng. Đây có mấy cây mù sung kinh này thì trước là trồng sen mà. Đó. Đấy, cô chú anh chị nhìn phun mà cái cỏ gấu này còn chưa chết ấy. Rồi, cũng bảo là mình làm theo định hướng hữu cơ, sao phải sử dụng thuốc diệt cỏ, sao lại đi nói cỏ là tốt. À, đúng, cỏ là tốt. Và tất cả mọi việc chúng ta làm nó chỉ là tương đối thôi, không có gì là tuyệt đối hết. Vườn mà có cỏ chanh nhiều mình cũng cho phun à, thả đau một lần. Như vậy nó sẽ hiệu quả hơn là chúng ta cứ đi. Đó, ai cũng biết là cỏ chanh nó không tốt, chẳng lẽ đi nhổ con cây à? Hay là phát đi lại mọc lại. Đấy, cỏ nó tốt thế này không? Cái đất phá cát này này và mưa nê nước lên, cái cỏ gấu này nó phát triển rất là nhanh. Rồi. Phân một cái nữa là phân hữu cơ. Đó, lúc chúng ta mưa phân hữu cơ. Nó gọi là phân hữu cơ thôi, nhưng mà thực chất là nó có tỷ lệ hữu cơ nó cao, nhưng trong đấy nó vẫn có phân khoáng. Lần trước mình đã nói rồi, trên bao bì nó ghi là 422 32,525, đó là cái phần nó đi kiểm định thôi. Còn có thể là nó cao hơn. Nên là chúng ta bón, chúng ta phải giữ cái đạm đạm. Khi bón xong thì nhiều loại phân thì phân cũng gọi là phân hữu cơ này kia, nhưng mà cái bón xuống là bốc, mà ngửi sặc mùi SA này, sặc mùi đạm này. Đó. Đây cái phần bên này, cái vườn bên này, bên này nữa bên này thì lại không cho phun. Đó, cái ống nước nó bể rồi. Khổ ghê, nó không ấy. Đây, cái ống nước nó đang bể, nó cứ chảy ra. Đây bên này là mình sẽ không cho phun thuốc diệt cỏ. Đấy. Tại vì sao cái cỏ này thì phát lại càng phát là càng tốt. Nó càng phát là càng tốt thì không cần phải phun. Thế bên này là cỏ gấu nhiều thì mình phun thôi. Để xử lý cỏ gấu. Và ba cành chân thấp thấp là đốn hết. Làm là cái gì cái đấy thì chúng ta ở vườn thì chúng ta là sẽ hiểu. Không phải là sách vở là hay được. Đây là cái phân của mình này. Đây là phân hữu cơ. Thì đây có hai loại, đây là phân hữu cơ bị nhập nguyên bao của bị hạt, nó sẽ có mùi nặng mùi hơn. Thì giá đang bỏ là khoảng 11.000. Còn cái đây là phân Hàn Quốc. Phân Hàn Quốc này nhập nguyên bao. Thì trên thị trường bữa nay nó đang rất là nhiều loại phân Hàn Quốc nha. Thì nó có mấy loại. Thì cái hàng này này, mình đi mình kiểm tra mình thấy ấy, thì nó thứ nhất là hạt đều, thứ hai là nó khô. À, nó kêu rung rung đó. Thì khi khô như vậy Hàn Quốc mà mình nó có một cái nhược điểm đó là khó tan. Mà khi nó khô thì nó sẽ dễ tan. Còn nếu mà nó ẩm đó, thì nó rất dễ bị lên nó xử lý bằng men vi sinh, mà những cái men đó nấm mốc gì đó ở trong cái bao rất là dễ. Khi bón ra thì càng khó tan nữa. Thứ hai nữa là khi cái bao phân đó mình mua về thì nó độ ẩm nó cao thì chắc chắn là nó nặng hơn rồi. Cái này nó mình nhập khẩu nguyên bao, cái bao phân này thì nó là bao này là 20 kg, nhập nguyên đại nguyên kiện từ Hàn Quốc, thấy nó chất lượng ok. Và giá thì đến bà con nó rẻ, chính là 1.500 đồng thôi, tùy cái. Thứ hai nữa là này là mình đang cho xử lý cái canxi magie này, bổ sung thêm. Thì canxi magie thì sẽ giúp cho cây của mình nó cứng cáp hơn nhé. Các bạn có thể tốt nhất là gọi là phun, tại vì nó có 30.000 một gói đấy. Chúng ta đi kiếm, chúng ta mua, chúng ta phun. Pha một gói, hai gói nhầm phi, 200 lít nước. Phun phủ cây. Có thể là cộng cùng với thuốc dày. À, thuốc dày ở đây này, ví dụ như Catap Hero Chlorid, Imida Chlorid, thì cái này chứ phun dày cũng được. Đây là trung vi lượng. Chai này chai Amino.
bên này sẽ cho bỏ phân trước, thế là xử lý dày sơ đi đã, mấy cái đọt non này ra loe ngoe. Nắng quá. Tất nhiên thì trên thị trường nó rất là nhiều loại phân, có Hàn, có Bỉ, có Hà Lan, có Nhật, có cứ không phải là cứ phải Bỉ với Hàn Quốc nó mới tốt nha. Phân khác nó cũng tốt, mọi người tùy mọi người sử dụng. Còn đối với bản thân mình thì trong quá trình mình làm thì mình thấy cái hàng nào tốt chất lượng thì mình ấy, với mình luôn luôn ưu tiên là xài phân Bỉ, luôn luôn xài phân Bỉ, mà Bỉ và hạt bóng, hạt đều nhập nguyên bao. Thế còn Bỉ mà cầm nhẹ người như kiểu là mùi cắm chim ấy thì nó sẽ lại. Rồi thứ hai nữa là có nhiều cách để thử phân, ai mà muốn hiểu về phân hơn thì có thể là kết bạn Zalo, mình sẽ chia sẻ. Tại vì để mà kiếm được cái phân để mình làm, tại vì mình chưa đi nhận để phục hồi, mà phục hồi mà phân mà kém chất lượng thì làm sao phục hồi. Nên là mọi người cứ yên tâm cứ cái khâu đó. Đây là vườn, sẽ một tháng nữa mình sẽ cập nhật lại cho các bạn xem. Tại vì mình chỉ bỏ vào phân thì khoảng 15-20 ngày sau thì nhìn nó còn đẹp nữa. Bây giờ thì thực sự là nó cũng đang rất là đẹp rồi, mặc dù chưa phân do gì hết, tại vì chờ cái cỏ nó chết này.